Đừng lấy bước thẳng lên như này, bởi vì nó sẽ hạn chế ở cái đòn, những cái đòn tay sau phía sau. Khi anh em đánh xoay lên không, thì như này nó rất là, tư thế rất là yếu. Thì anh em lưu ý là luôn mở về trước này, đấm một này, một này, một này. Khi đầu tiên không, anh em chỉ có đánh đòn số 1 giúp mình thôi. Thế khi các bạn đánh mà các bạn lắc cái đầu hoặc là đẩy cái vai lên là các bạn đã bị sai rồi. Và như vậy là khi các bạn có đấm trúng nó không tối ưu được lực cho cái đòn đấm. Thì lưu ý giúp mình bước này thì nó cũng chả thay đổi được cái cự ly của đòn đấm là mấy không. Nhảy lên, giơ hàng người lên này, về này, nhà với nữa tay số 1 phòng thủ này. Bụp. Đây, hop, lắc, hiệp đầu tiên anh em chỉ đợt 1 thôi. Lưu ý là anh em kết hợp thêm slip, parry, đòn. Bây giờ tí nữa mình sẽ học parry đòn luôn. Lắc này, bụp, 1, di chuyển thoải mái. Bụp, hop, hiệp, hop, bụp, bụp, bụp. Hey! Di chuyển thoải mái, không quay vào đây để em vừa nát sang anh Tuấn. Không quay đầu đi, đầu luôn nhìn thẳng phía trước. Tay số 1 tôi gì? Đánh dài toàn do đó là cắm tay xuống này, đừng có đánh chân lên, bắn thẳng xuống, hơi miết tay xuống, chính xác, đúng rồi. Ừ, bước chân lên, di chuyển thoải mái, nào chú ý là hai chân này, chân trước chân sau này, đừng có ngang quá. Thì mình xuyên ngoài trong này, chứ đừng có bước thẳng lên như này. Mình di chuyển đi, di chuyển đi em, di chuyển. Đúng rồi, kéo về, lắc, điều chỉnh xương tay cắm vào, chính xác, hết đấm chậm rãi thôi. Di chuyển cái đầu. Hướng ra dướn vai. Di chuyển mu cả chân nữa, đi cả chân nữa. Di chuyển cả chân nữa. Đúng rồi, xoay đi, xoay trái. Các bạn luôn hơi miết tay xuống. Khi các bạn lưu nhá, khi các bạn đánh nhá thì hai nắm đấm của mình vào cùng một điểm là và vai các bạn bị đẩy lên này là các bạn đã bị sai, các bạn phải xem lại và sửa ngay. Nếu mà các bạn nào chưa biết sửa thì gọi bọn mình ra sẽ chỉ cho cái lỗi sai của mọi người để các bạn có thể sửa được ngay. Đừng mà cố chấp mà cứ tập mãi nó rất là hại cho các bạn, tạo thành thói quen rất là khó sửa được cái bè thủ lại. Ok, ép xuống và các bạn kéo về. Chứ không như này nhá, cũng ngửa đầu lên nhá, ngửa đầu lên rất là nguy hiểm. Di chuyển đi. Cắm cho ai xoạch ép không bà Hiếu ơi. Điều chỉnh xương tay, đúng rồi. Đúng rồi. Đẩy dài tay ra. Lắc gót chân ra bên ngoài. Tốt. Các bạn nhớ là lắc cái gót chân ra bên ngoài nha, gót chân ra bên ngoài nha. Lắc gót chân ra bên ngoài. Chân lên, bắn chân lên. Đúng rồi, bây giờ hơi trùng cái chân lại một chút. Trùng xuống. Đấm tay xuống hai thôi. Đúng rồi, okay. Em hơi trùng như này. Đấm hết tay ra. Đừng có đến nửa đường anh dập về không, này. Tay cùng một nhịp luôn. Ra hết đã xong rồi về. Rũ tay ra. Ra hết đã xong rồi về. Để hết tay ra. Hết tay ra, anh vẫn đang bị ngắn đấy. Anh Đạt ơi. Anh thủ lên. Anh đang bị như này rồi này. Lại bị cầm rồi. Đúng rồi, cắm nó đấm xuống. Đầu lên nhìn về trước. Gần được. Vai ảo à. Vai anh cứ bị như thế này. Anh cứ bị gồng cái vai lên. Di chuyển đi Khoa. Sao yếu thế? Di chuyển nhiệt tình, head movement đi, di chuyển đầu đi. Lách, berry các kiểu, không có di chuyển trái phải, đấm đi. Đấm hết tay ra em. Xoay hông, đấm hết tay. Đi thoải mái cái tay anh ơi, thoải mái cái tay ra, đừng có đào giữ cứ cứ cứ. Đúng thoải mái cái tay nhấp nhá thôi, thoải mái ra, nhấp nhá ra. Cố lên em, hiểu. Vẫn mệt à, vẫn hậu Covid à? Đánh dài tay xoay anh ơi. Quang. Lại viêm phế quản. Đấm tay số 2. Chích vào. Đi chuyển đúng đi. Rồi. Đúng rồi. Thôi, tiến. Đúng rồi. Tiến lên, đúng rồi.
Đấy, di chuyển đi, di chuyển trái phải các kiểu, lùi về, đừng có mỗi tiến sang trái sang phải xoay. Lưu ý khi người ta đánh đòn số 1 ra, các bạn có hai cách, các bạn đều các bạn hoặc là dùng tay 1, hoặc là tay 2, hoặc là dùng tay 1. Tùy vào mục đích của các bạn nhá. Nếu các bạn đều đi đòn, xong các bạn rút ra thì các bạn sử dụng bất kỳ tay nào cũng được. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng tay đi vào không? Đẩy tay lên này, trước mặt mình này, chưa, phòng thủ này, kéo về, trở về và lại di chuyển thoải mái đi vào ngay trước mặt mình, chưa, đây không đẩy ra quá nhiều như này, ngay đây, chưa, em cứ lòng tay xuống và các bạn trở về, chỉ vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Nhiệm vụ của mỗi người là khác nhau rồi, một người chỉ cố gắng đấm trúng người ta, đấm trúng bạn vừa đổi thế thôi. Anh đánh một kèo, anh đánh một kèo thôi, đánh một kèo cho quen đã, đánh một kèo tốt đã, rồi sau đấy mình đổi kèo sau. Ok à, không chụp giật đấy, xoắn nhanh nhưng mà nó đúng kỹ thuật, xoắn vai, đẩy vai về đấy. tiến lên chuyển bắt đầu chôn yo bắt đầu đi em, bắt đầu đi. Snip. Đúng rồi, bây giờ snip sang, úp người ra. Rồi, bây giờ đánh ba vào. Ba, ok, lắc xuống. Đánh cái trái tay phải đều được hết. Ơ, không phải, đấm ba trước. Đây này, đấm ba này. Lắc à, đấm ba. Đấm ba này, bê. Rồi, đấm ba này, lắc xuống này. Nghiêng người uống không thủ. Rồi, đấm năm. Đấy, hình dung chưa? Rồi, đấy, tay cao lên. Đúng rồi. Rồi đấy. Đấm tay số 2 chưa ạ? 2. Đúng rồi, tay số 2. Rồi, xoay chân, từ từ, xoay chân sau. Rồi, thông minh là từ từ, giữ nguyên. Đây, dính cằm. Rất thông minh, ok. Dính mặt, đấy. Phải chú ý nhá, quan trọng đấm ấy là mình phải chỉnh sửa cái kỹ thuật của mình nữa. Nhớ chưa? Đấm mình được ngửa mặt lên nhá. Hay mình phải bị rơi cái tay này, ok, bờ rút về thủ. Chưa xoay chân. Đấy, đừng nhìn chỗ anh nhá, mắt nhìn thẳng vào gương. Rút về thủ. Cố gắng xoáy tay anh nhá. Đấy. Làm gì đấy? Thẳng người đi. Rồi. 1. Xoáy tay à. Rồi. Gập cằm xuống. Vẫn hết vai anh nhá. Rồi. Mắt nhìn thẳng. Tốt xuân anh. Đấy. Đúng rồi. Ok. Rút về thủ. Rồi. Vừa đừng về xa quá nhá. 1. Xoáy à. Rồi. Gập cằm xuống. Từ từ. Về thủ. 1. B. Xuống này. Tay sau cũng thế à. Vào. B. Gập. Ok. Bên trái trước nhá. Slip sang bên trái xuống này. Ok. Làm một nhịp này. Ba này. Pop. Lát này. Đâu này. Gập xuống này. Nhớ gập xuống nhá. Đừng có rút cái tay xuống này nhá. Mọi người mà rút cái tay xuống này nó sẽ rất là hở mặt này. Ví dụ anh Hà vào tấn công lại này. Lát này. Bay này. Rút này rất là hở. Rút tay về. Tấn công. Tấn công xong rút tay về.